Chính này kêu lớn à. Xe này thì em bắt bệnh gãy ắc bê tông nha anh em. Gãy ắc bê tông. Chào mừng anh em trở lại kênh YouTube của nhà hàng Kiên Giang, chuyên về dòng xe của Chanel. Nay nhà hàng Kiên Giang tiếp tục lên clip cho anh em mình coi giải trí tham khảo luôn. Nay nhà hàng Kiên Giang được duyên có người chú đến mình ở đâu đến sửa xe cho. Thị trấn Hòn Đất mình tỉnh Kiên Giang. Ở tỉnh Kiên Giang. À tỉnh nhà nghe, bữa nay không gầy lắng khô mập hơi nhiều đó, bữa nay tiếp tục lắng thêm chiếc khô mập nữa. Khô mập mình tình trạng bị sao chú? Máy. Giờ máy nó yếu rồi, giờ thay em lấy 125 y đó, lên là đồ thái luôn. Rồi quay chiếc xe cho khán giả mình coi xem đâu. Xe mình xe nào đâu. Chiếc này được không? 68 tỉnh nhà em nghe bữa nay lắng phô mập nó ghê. Thì những hệ phô mập này em không có làm máy nên em chỉ nâng cấp lên đồ thái thôi nha. Tại những dòng xe này nó tệ dữ lắm, làm nó thì nó cũng tệ à, mình cứ lên đồ xài cho nó ngon. Xe này hết đề chứ. À có chống trộm nữa hả? À chống giữ ta. Nè máy cũng kêu kêu cạch cạch. Kêu rồi. Rồi để chút xíu nữa cho mấy anh đệ mở ra. Xe này thì lên đồ cũng dễ à. Thì bữa nay em làm tới 2-3 tài lận. Cũng có mấy anh trai cũng lợi có mặt nhóc chơi mà không chịu đại diện. Đó. Bắt mình lên U60 ra đại diện luôn. Rồi nói chung là cảm ơn chú để quay hai chiếc xe này cho khán giả coi nữa coi. Anh trai này đến từ Long An 62. Trời ngày qua cũng Long An, hôm nay cũng đến Long An nữa nha. Long An với 67 nữa nè. 67 thì dữ lắm rồi. Lúc trước em làm 67 nhiều lắm. Có Long An thì lâu lâu sọt vô một chiếc hai chiếc vậy đó. Long An nói chung hơi xa chút xíu. Cái này anh trai nó mới phát hiện ra kêu à, là anh trai là không có chạy lên đây. Bỏ lên cái chiếc 7 chỗ đó, thấy này chở lên cho em. Cái này thì anh trai hỏi em là kêu cái gì thì em nói là kêu cái dên. Mới phát hiện nghe nè. Vậy là mới phát hiện kêu à. Cái xe này kêu mới nhiều nè. Cái chiếc FV biển 67 này M1 nè. Chiếc này kêu lớn à. Xe này thì em bắt bệnh gãy ắc bê tông nha anh em. Gãy ắc bê tông. Để chút xíu nữa cho mang đệ mở ra. Rồi chiếc FP của anh trai 67 nè. Xe nãy em bắt bệnh gãy ắc nè. Bây giờ tháo ra mà nó không có gãy anh em ơi. Nó không gãy ít mà gãy nhiều á. Nó gãy làm 3 khúc á. Thường người ta gãy làm 2 à, anh này nó gãy làm 3 khúc à. Nè, trong đây nó còn một cái ắc trong đây nè. Nó chưa đóng ra hết nè. Chà, trường hợp này gãy dữ thiệt chứ. Thường là em bắt bệnh là nó gãy làm 2 à, còn này gãy làm 3 luôn. Này bắt sai bệnh này. Tông trong này xài bê tông lô rồi. Chung cái máy này anh trai có làm rồi nha. Thì em cũng quyết định cũng không tính không chẻ máy nữa, nhưng mà coi kỹ là phải chẻ mới được. Tại sao mà nó gãy gắt làm tới 3 khúc này anh em coi nguyên nhân này. Tính là mà cái phần gãy ắc thì cho anh chạy đỡ thôi mà anh coi được không được em. Cái dên này nó giặt cỡ này đây ắc là chưa nói. Cạch 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 cái này đây. Dên với phần bên trong ta dinh lô nữa. Tay lô này. Không biết người ta ép như thế nào mình phải tháo và kiểm tra nghe em. Phải như cái bụng giữa rin đó là em để luôn rồi, cái bụng này có làm rồi, làm cái tay dinh lô rồi. Thì buộc cho mình để chẻ ra làm cho nó ngon luôn. Rồi chiếc FP này là tình hình là vậy đó, rồi cái chiếc 62 của anh trai N1 này. Cái máy rin lần đầu tiên hồi nãy em có bắt bệnh là bị kêu dên. Giờ cảo cho anh em coi cái dên cái. Đóng cái dên ra.
Dòm gì không thấy đâu, nó bị là nó bị nằm bên trong cát trong này nè. Cái này là nó chưa có đến nổi mà lột nhiều nha anh em. Lúc nó cạo cho anh em coi dần nè. Đóng lấy cái dần ra luôn coi. Cái máy này máy zin anh em mới trẻ lần đầu luôn đó. Máy zin nè, bê tông zin, nồi zin hết trơn nè, nói chung xe này đời 2011. Đời 2011. Xe này xài nhất cũng vàng lính nha. Nhà chuông zin luôn nè. Em kiểm tra này có lồng à. Nó có sọt nhẹ mấy đường rồi. Cái này chắc có văn mạc anh em ơi, có văn mạc đấy nè. Có văn mạc dơ này, văn ít. Đi vô cảo cho anh em coi cái dinh. Mình có mái nhà kia nè. Phù mập này thì gã hết ra lên đầu Thái à. Gã chiếc phù mập này cũng không có cần phải quay đồ nhiều. Phù mập này xe này mình làm mấy lần rồi chứ? Làm hai lần rồi ha. Lần này quyết định không có làm nữa, bỏ luôn. Dạ. Tại làm tới trái bê tông cỡ này đây đó hả? Quá dữ nè mùi. Hết hồn cái xài trái bê tông gì mài đuôi mài đít gì tùm lum hết trơn đây nè. Cái này đâu có xài đường nào mà xài được. Nè, chuông bọn mà vớt mỏng dánh hết trơn chạy gì. Bố cỡ này đây. Đen thù lùi cháy đen hết trơn nè. Vô nước luôn. Vô nước luôn hả? Ồ cái này chú bỏ được rồi chú ơi. Được cái tiết đó. Giờ cảo cái cây dên cho khán giả coi chơi. Đúng rồi, giúp coi chơi. Lấy cái này. Mấy cái trường hợp mà dên này hy hữu lắm nha anh em. Nhưng mà tới thời điểm là đa số mấy dòng mà 209, 210 á nó bị, còn mấy dòng đời đầu mình ít có bị lắm. Cái này chắc anh em ra sáng mới thấy được. Nè. Lột này lột cái ắc nha nè. Sáng không? Được rồi, nhìn vô cái cao á. Thấy không? Thấy rõ không? Không to lắm. Thấy rõ không? Thấy mức rõ không? Rồi, ra ngoài sáng coi em. Nè, ở trong cái dên mình đó thì nó có gì nè, cái ắc, cái đạn nè, với cái tay dên. Nó chứ nó có hai đạn dên mà. Nó bao nhiêu đây nè, hiện ra. Này là mới gọi là mới lột nè. Dạ. Sáng sáng nhiều cái. Còn cái nhiều cái nó lột phân nửa luôn. Cái tay này chưa lột nè. Ừ, bắt đúng bệnh rồi, đưa vô làm thôi. Rồi tới phần em review đồ, thay ba cục máy này thì em có thống nhất cho ba chủ xe rồi. Thì những anh em đi lại đây trực tiếp vậy nè, em cũng nhanh gọn lẹ lắm. Anh em quyết định thay gì và chừa cái gì làm cái gì nó cũng nhanh. Còn những anh em gửi lại nhiều khi em mắc điện hỏi ý kiến này kia nó hơi lâu, lại trực tiếp thì nó lúc nào cũng lẹ hơn là gì. Và thì cục máy gãy ắc nè, ắc gãy làm ba khúc luôn nè. Thì cái nào mà chủ xe khi em sấy lại mà em kiểm tra coi lên sấy cái gì nữa là sấy. Lòng đóng sơ mi luôn rồi sấy gì. Nè, lòng đóng sơ mi luôn rồi nè. Sấy hết nước cốt rồi. Đó, em quyết định đó. Nè gác nó gãy tới cỡ này đi nè. Đó, gãy là ba khúc luôn chứ đó. Em quyết định đó thì chủ xe cũng không có thay cái lòng khác, chủ xe kia sấy lại em nói khỏi sấy đâu. Em còn mấy cái lòng anh em ta lên đầu Thái bỏ là còn cốt nè. Đó. Em tặng cho xài khỏi sấy, khỏi thay lòng khác luôn. Đó, mình chỉ cần thay tốn tiền bạc cái tông là xong. Bạc cái tông thì em xài dành bạc cái tông Thái. Đây Honda Thái đây. Tới cây dên mà em cứu cũng không nổi luôn. Cây dên kiểm tra là thứ nhất là cái tay lô, thứ hai nữa là sọc luôn cái ắc dên trong đây luôn, sọc luôn cái lỗ tai luôn nè. Thầy cái ắc nên biết là nó gãy làm ba mà, nó gãy nó nạo vô. Thứ gì chịu nổi. Thứ gì tặng chảnh cây dên khác luôn. Đó. Ở đây là ba cái đồ neo này, anh em ta cho em nhiều lắm. Thằng kia cho anh cài bừa đi. Khi mà anh có điều kiện đó, anh sẽ về cái dên gin lại cho nó ngon. Thì với cài cũng vài năm bình thường anh em. Đồ lô chứ mà người ta vẫn cài bình thường à. Thì trong máy chẻ cài thay cho nó bộ đạn máy cho nó ấm, im. Đi đưa vô nó ồn chị không nổi. Rồi cái máy gãy ắc này thì em xử lý vậy đó. Thì chủ xe cũng thống nhất rồi, là ok rồi. Rồi tới cục máy thứ hai nè. Cục máy này chiếc Full X nè, XFI nè. XFI thì hồi nãy nó bị hư cái dên.
Đây cây dên bỏ ra đây. Thì chủ xe cũng có mua cây dên đem theo rồi. Đó thì mình thay cây dên vô là xong chứ không có gì. Nó bị lột ắt nè. Phần chủ xe có mua theo cây dên thái rồi thì em gắn cho chủ xe là rồi. Đây cây dên thái đây. Thì bạc cái tông của chủ xe thì em gắn cú cái lồng lại, lao lại, nhưng mà phải thay bạc cái tông khác nha. Xài là bạc cái tông thái lại. Đó. Giữ luôn cái xe này. Cái máy mới gãi lần đầu tiên em giữ bộ nồi nè, giữ bộ số luôn nè. Đầu bò em vệ sinh sức bắp, làm bộ hơi cho nó ngon lên là xong. Đó. Như trong gã cái máy em thay vào bạc đạn cái là rồi. Đó. Cái máy này cũng nhanh gọn lẹ không có gì. Nói chung là bảo dưỡng đó, cái xe này, hư dên này chỗ xe cứ thay cái dên là rồi. Với cái tè, nguyên một mâm bí kíp của em nha. Nó đưa vô là xong. Đó. Ra chỗ xe không có tốn tiền cái phần cái dên. Rồi tới cái cục máy của phu mập nè. Bây giờ cái xe của chú là cái lắp ngắn và thiết kế lên cái lắp dài được không? Đó, đây, đây sức mà thục nha, thoải mái. Đó thì những anh em mà xài phù mập là cái dên ngắn anh em, thì em buộc phải lên cái dên dài nha. Tại này mình nâng cấp mà, nâng cấp lên nồi đồng của đá mình phải xài dên dài nè. Cái dên này dài hơn cái dên phù mập nhiều anh em. Đó, thì dên dài em xài buộc phải xài luôn lòng dài. Đó thì lòng dài thiết kế cho chú là lòng của thằng Neo Kim. Đó. Lòng hãng Honda Neo Kim này hoàn chỉ lòng mới luôn. Lòng bạc cái tông mới. Thì nói chung mình lên cái dên dài là buộc cái lòng dài phải thằng lằn sên cam dài luôn. Đó, nó phải đi đúng cái bà game của nó vậy đó. Chứ không thể mà cái thằng dài thằng cục là không được nữa. Đó lên cặp thằng lằn dài luôn nè. Thằng lằn này thì chú xài muôn thở. Lên cái máy này rồi thì chạy về kiếm thằng cháu nội hay cháu ngoại gì đó. Để dành để thừa kế lại cho nó. Chứ không bao giờ hư cái máy này nữa. Đó, cam kết chú là 100% là xài lên cái này là không bao giờ hư nha, thiên thu rồi đó. Thì máy neo mình với máy thái mình từ xưa giờ người ta đã xài nhiều dữ lắm rồi, chứ không phải là mới xài đây đâu. Thành ra cái độ bền đó mình đã biết theo thời gian rồi. Thì khi mà chú lên cái dên dài nè, cái lòng dài phải buộc phải đổi luôn cái đầu bò luôn nha. Chứ không có giữ cái đầu bò cũ được. Nó phải đi theo vậy đó, ngu tầm ngu, mã tầm mã đi theo cái ba game của nó vậy đó. Mình đổi đầu bò khác luôn. Thì lên cho chú cái đầu bò của thằng ET nè, ET-3 là đầu bò thái của The Game Thái nè. Đó. Thì lấy ra vệ sinh sạch sẽ đi, xong rồi chút xíu mình gáp. Okay. Cái lốc hồi nãy nó bị tuột cốt rồi, mình kiếm cái lốc hàng gã xe nè, dĩa tăng đa lại nè. Thì của mình giữ lại được cũng được mấy món nha. Giữ được cái lốc, bộ nắp nè, dìa mà muốn đẹp thì mình sơn lại nha. Nó thì mình để nó rửa cũng túi bụi chưa mà rửa quá trời trong nó đóng cái gì đâu. Xe này lúc trước xài nhất, không có thay định kỳ sao. Quá trời nó dơ. Chạy lên mình dùng thời gian. Vậy đấy. Sau này mình xài nhất định kỳ lại, mình cho nó bền theo thời gian. Lóc này muốn gì muốn dọn mới thì sơn, họ máy để cài bừa nó cũng sao chứ. Giờ thiết kế cho chú cái rối này vừa hen. Nhà có muốn bổ sung gì thì nói cho thầy ta bổ sung, còn không bổ sung thì thôi. Với nguyên cái mâm bí kíp nè, chút xíu này nhờ xé những cái mâm bí kíp này nha. Mâm bí kíp này nhiều khán giả muốn biết lắm đó, nhưng mà khán giả phải lợi đây xé mâm bí kíp mình mới biết cái gì trong cái mâm này. Tại mình lên cái máy là mình quay những cái món đồ lớn thôi, còn cái mâm này giữ lắm đồ nghe anh em. Đó, cái mâm bí kíp này với tiền công thợ là 5 triệu đó. Chứ không rẻ đâu nha. Anh em thay đồ thái món nào tính tiền thêm món đó, còn không thay thì thôi. Anh em cứ đem cái máy lại đây là em cứ chẻ cái máy ra là anh em cứ tốn nguyên cái mâm vậy đó. Là vô là anh em cứ tốn 5 triệu à. Muốn thay đồ thái tính thêm, còn không thay là không có tính tiền. Vậy là rồi. Rồi cho mang để gáp vô đi chút xíu nữa anh em nghe tiếng máy nữa là ok. Rồi chiếc 67M1 nè, chiếc này nãy gãy ắt nè. Thì tụi em gáp máy rồi. Nhìn này cũng nhanh gọn lẹ không có gì. Máy thì ok rồi. Em biết rồi, tiếng ắt nó gãy nó kêu ôm sùm gì đó. Thì chủ xe có chạy rồi, em thấy có lý rồi. Ủa gì chủ xe ơi? Không ạ. Chạy thoải mái nghe, không gâu đai nghe. Có gì muốn đua thì đua. Chạy tới nhà cho em hay cái. Rồi cái chiếc bị hư dên nè, xong luôn rồi. Giờ test cho nên nghe tiếng máy để cho chú xe về chứ, chú xe đợi đến giờ chiều giờ sáng giờ chứ. Test cho anh em nghe vui chứ có gì đâu. Rồi anh đi, cho lên xe luôn đi.
Còn gì nữa không? Đâu về tới nhà cho nhắn tin cho hay cái được rồi. Còn gì nữa không? Còn tiền bạc xong chưa hả? Xong hết rồi. Rồi về tới nhà nhắn tin cho em hay cái được rồi. Rồi. Dạ. Có gì? Khởi động cho máy nó nổ tạch đi. Rồi giờ một chiếc xe cho hai anh trai ở Long An em đã hoàn thiện xong. Còn cái chiếc phu mọc nữa rồi đó. Dạ dạ. Cứ về cho em hay cái là được rồi. Rồi ok. Chung cảm ơn anh ở xa mà lặn lội cho tôi. Chung là những anh em chơi neo rất cực khổ. Rồi ok. Dạ. Đi đường xá xa xôi gì mà được. Về luôn á anh ơi. Rồi cảm ơn hết. Rồi mấy anh trai Long An lên đường để Innova luôn, 7 chỗ luôn. Đó vậy. Tiếp bữa cơm chiều với nữa là vậy. Quá đã hàng, quá đã hàng. Rồi mấy anh trai Long An về tới tới anh trai u sám máy này sao rồi, chạy thử xe này sao rồi, nhắm đua được không? Đua được hen. Cảm nhận sao, nói mấy tiếng cho khán giả đợi từ nãy giờ lâu quá. Im thì nó im mẹ đi. Im nó im luôn hả? Đua được không, xe này đua được không? Đua được không? Đua thì già nhắm đua rồi đó. Già nhắm đua. Đua thì được đó, nhưng mà già để thằng cháu về nó đua. Sao lên cái lắp dài thế sao? Lắp dài hả? Thì nó bóc nó im nó với hai nó mình thay đồ thái này kia nọ. Thì đã hen. Đã luôn. Chạy trước giờ có xe nào đã hơn xe này chưa? Chưa đâu hả? Chạy xe Thái của và gãy tôi đó là không bằng luôn á. Ừ, xe Thái không bằng xe này luôn. Nó mua đâu 2 năm rồi đó mà bây giờ không bằng xe này đâu. Xe Thái đời mấy? Hả? Xe Thái mua 2 năm rồi đó. Xe Thái 2 năm nay hả? Xe Thái là ôi nó lắp ngắn. Đụng với lắp dài là tới số rồi, không chơi lại lắp dài này đâu. Không biết cái đó là dạ. Là nó mua là lúc đó là 8 mấy triệu đó. Xe đã biết rồi, đời đó đời uy, đời mới giờ. Đúng rồi, mấy chiếc nó lắp ngắn. À, đúng rồi. Giờ dinh ngắn không à? Đụng cái mấy cái lắp dài mình chết nè, lên lắp dài này mới giữ nè. Nó hỏi tôi ba đi làm cho em mua máy, tao mua máy Thái rồi, tao đập vô để vô đó cho nó chắc mày ơi. Bây giờ mua xe mới không có bằng đâu. Không mới mà lỗi này cũng như không. Đúng rồi, phải chịu chơi phải lên cái máy mới được. Mà mở chống trộm rồi chống coi. Xe này có chống trộm lợi hại quá. Cũng nhờ chú anh nhận cứu. Hai nó tròn vòng quá đã cái máy. Đồn, nếu xài im đồn dùm cái. Không nghe hả, không biết rồi. Là đầu nó phải kiếm tiền phải làm theo thôi. Đúng rồi, người ta chạy thì cảm nhận ta biết chứ, tôi không phải là thợ thiệt mà chạy biết chứ. Chạy cho mình. Quá đã anh em ơi, đúng cái lắp dài chạy ghê lắm nè. Đấy, không thấy gì tưởng tượng nổi. Xe này là không gao đai nè. Múp xa mâm nè. Chạy hư. Ở đây chịu trách nhiệm cho. Cứ chạy thoải mái. Dám nhóng nữa nè. Dạ. Cứ chạy bình thường, gan xe mới ra vậy đó. Đừng có nương cái gì chứ. Về muốn đua thì đua, còn đua thôi. Chứ con nương không có đai nha. Rồi, clip của nhà Kiên Giang thì hôm nay cũng cảm ơn chú ở tỉnh nhà, ủng hộ tỉnh nhà. Thì cho những anh em mà xài mà mấy hệ này nè. Cứ cho người ta lên cái lắp dài đi. Đây là bao ngon luôn đó. Biết tôi rồi. Dạ. Rồi nhà Kiên Giang hôm nay làm cũng ba tài à. Rồi nhà Kiên Giang với chú đi hẹn khán giả clip cái tiếp rồi đi. Rồi, bye khán giả. Bye.